Trời, tôi coi cái đàn ông trai cái miệng tấp lặng tấp lội ghê không. Ê, cái thằng sao nó lai dữ vậy trời. Trời ơi, đàn ông trai mà buôn bán miệng kìa. Trời ơi nè, trời chị coi nó lai nè chị. Trời ơi, em thấy cái miệng nó không á chị. Ôi, cái bạn này là live stream bán hàng đắt nhất hiện giờ. Em ghét nó quá, em lóc nó nhà đó, nó hiện lên Facebook của em sợ ghê luôn á. Sao tới trễ vậy cô gái? Ủa, chị đi lấy hàng. Thôi lấy hàng hoài luôn, sao. Này có món gì đặc biệt không nè? Thì bánh tráng. Bánh tráng hả? Bánh tráng Tây Ninh nó, muối Tây Ninh ngon lắm luôn á. Trời, chị. Ơi. Em hỏi thiệt cái này nha. Chị trả lời bằng trái tim của mình nha. Chị có thương em không? Trời, trong công ty này là chị thương em nhất luôn á. Coi như là em trai ruột của chị luôn vậy. Thiệt không? Thì sống thiệt. Trời ơi, em biết mà, nhưng mà em hỏi ngày xưa là em ngồi bên kia luôn á. Nhưng mà em sống chết mà em ngồi kế chị đó. Để em hưởng đến cái tinh hoa tinh túy của chị. Vừa giỏi giang, việc nhà cũng giỏi, việc công ty cũng giỏi, mà buôn bán kiếm thêm nữa. Trời ơi, có nịnh tôi kìa, tôi thương. Rồi, sao có chuyện gì, nói tôi nghe coi. Chị bây giờ nếu mà em hướng nghiệp á, chị có thể tư vấn cho em thiệt một cách mà có lệnh móc ruột móc gan mà tư vấn cho em không? Trời ơi, tôi đang làm đây bộ tính đổi công việc hay sao mà tư vấn gì nữa? Không có, trời, công việc đây ngon chết, tưởng đổi. Em muốn làm nghề tay trái. Nghề tay trái? Làm gì? Thì đó. Làm gì? Thì đó. Thì muốn làm gì nói chị nghe, chị mới tư vấn được chứ. Mày giống chị đó. À, bán hàng online giống chị hả? Đúng rồi. Trời ơi. Tại vì em thấy cái thằng mà Lâm Lâm này đây nó like ngon quá. Em chị định... nói với em từ trước giờ rồi. Chị kêu bán đi, đừng có nhìn thấy chị nha. Bán lặt vặt cái này kia chứ tháng chị cũng kiếm lời được mấy triệu bạc đó. Trời thiệt luôn á hả chị? Ừ, làm. Ê, đi. Mình thấy nhỏ nhỏ nhưng mà lời gì luôn á chị? Ừ. Là mà chịu khó mà làm rồi đúng không? Đúng rồi. Với lại mình cần gì nữa? Kinh nghiệm nè, rồi vốn hả? Ừ, với cái miệng mình nè, với lại mình cũng phải uy tín chút xíu. À, uy tín chút xíu thôi hả? Đồ ăn mình phải ngon. Uy tín xíu à? Thì bán ba cái lặt vặt này thôi, chủ yếu mình đồ ăn ngon là được rồi. Vậy hả chị? Ừ. Thôi. Tự nhiên cái tự em ban đầu trong bụng của em chỉ hơi nhẹ nhẹ, nó hơi nhún nhún lên thôi. Mà tiện tới đây chị tư vấn em, bây giờ em quyết định 100% rồi. Em sẽ làm. Rồi. Vậy em sẽ quyết tâm sống chết cái nghề này. Chị ủng hộ em. Em cảm ơn chị ruột của giờ, em. À, định bán món hàng gì nói chị nghe coi. Vậy hả? Ừ. À, ủa chị bán gì ạ? Thì chị bán mấy cái đồ ăn vặt. Mà hiện tại bây giờ chị đang bán cái trời gì? Trời ơi, tôi nói là bánh tráng. Bánh tráng. Chị bán một món đó thôi hả? Nhiều món lắm, nhưng bữa nay là cái này là chị mới ra lò, hiểu mới không? Mới ra lò. Ừ. Là bánh tráng muối Tây Ninh. Ừ, ngon lắm. Thì người ta nói là chị em thì chị bánh tráng. Thì em cũng bánh tráng luôn. Nè, giống chị không? Ra lò chung nè. Trời ơi. Sao kỳ vậy? Bỏ bịch đen đó, em bán cho vui. Nếu em bán vậy là không có vui đâu nha. Chị em là nhiều khi là trở mặt với nhau à. Gì căng thẳng gì chị? Có gì đâu, tự nhiên chị em chia sẻ nhau, tự nhiên căng với em. Thì bán bánh tráng, bây giờ vui. Bảy ai chứ làm mỗi khi mà vậy? ra căng tin ăn cơm, em ăn mì chứ cũng ăn mì. Rồi em ăn cá kho chứ cũng ăn cá kho. Trời ơi, bán hàng online thì thiếu gì món em không bán. Tự nhiên cái món này chị bán xưa giờ rồi, tự nhiên bây giờ em vô em giành mối của chị làm sao? Trăm người bán dạng người mua thôi, chứ mắc gì chị căng với em. Em làm gì đâu có được. Tự nhiên là cái đống đồ bán không bán, bán đúng mì trang chị là sao? Bán vậy là chị thấy là dễ mít lòng lắm đó nha. Chị kỳ quá chị Nhung. Nay chị bán gì chị Nhung? Trời ơi, bữa nay có bánh tráng Tây Ninh nè, ngon lắm luôn ơi, nha. Mấy món trước chị em mua chị cũng ăn ngon dễ sợ luôn á. Ngon, đồ chị là chất lượng. Yên tâm phải không, ngon đúng không? Rồi. Hai bịch. Rồi, cảm ơn cưng nha. Dạ dạ. Tú. Hả? Là tôi mới khai trương. Ở đây bánh tráng Tây Ninh, ở đây bánh tráng Tây Thi nè. Bánh tráng Tây Thi nè. Ăn ủng hộ tôi nha. Nó nghe nè, chó đưa cành trúc la đà, con trai buôn bán thật thà dễ thương. Ủng hộ dùm tôi đi, mua bánh nhiêu bịch vậy? Ông quên hỏi nó chị bán nhiêu bịch vậy? Có 10.000 hả? 10.000, có 10.000 rẻ, 10.000. Bán 8.000 hai bịch. Ủa rẻ vậy, bịch 4.000 hả? 4.000. Rồi rẻ quá. Dương, em làm gì kỳ vậy Dương? Có đâu kỳ chị, em chị đâu có đụng nhau đâu. Chị bánh tráng Tây Ninh, em bánh tráng Tây Thi có đụng thương hiệu nhau đâu. Chị Nhung, thôi để bữa sau em ủng hộ chị nha. Bữa giờ ủng hộ chị hoài rồi. Bữa nay Dương nó mới ra, em ủng hộ nó trước nha. Nè. Lấy hết luôn đi. Nè. Còn ba bố kia lấy không? Nè, thôi tôi đưa tiền ông nè, còn nhiều lát tôi lấy sau. Rồi sao mà dễ thương dữ vậy trời. Đây, cảm ơn thầy Tú. Ê, rồi tôi bán suốt đời nha, có ủng hộ tôi nha. Mày nhớ khuyến mãi hoài, tôi mua hoài. Yên tâm. Trời ơi, dễ thương quá trời. Cảm ơn bạn. Cảm ơn nha. Nha chị Hùng Lực, đợt sau em ủng hộ chị. Nè, em làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao em lại đi giành mối quen của chị? Em không có giành nha chị nha. Cái này trăm người bán dạng người mua, cái này tự nguyện, em đâu có ép gì người ta đâu mà chị căng với em. Nè, từ nay về sau đó nha, tôi với cậu ân đoạn nghĩa tuyệt. Ân đoạn nghĩa tuyệt.
Rồi em lấy mấy bịch lấy em chị nha, 10 ngàn một bịch ngon lắm. Rồi hai bịch, cảm ơn cưng nha, ủng hộ. Mọi người ơi, xin hãy mua bánh tráng giùm em. Mọi người, mấy bịch à? Ba bịch là 30 ngàn à, lên em, giá nha. Em, này mua bánh tráng không cưng? Đây, hai bịch luôn. Đây, chuyển dùm chị hai bịch, cảm ơn cưng nha. Ok, hai bịch à. Thêm không? Thêm đi. Nghỉ chơi nha. Ủa Tú. Dạ Nhung. Ủa? Tú. Dạ Nhung. Mua bánh tráng giùm chị nha. Thôi tôi đi Tú, bánh tráng bên đây ngon hơn nè Tú ơi. Nè, bữa nay là chị có cho ăn thử luôn. Mình ăn ngon mình mới Tú mua Tú ơi, nha. Bây giờ tôi đã pha thêm là tôm rim vô đây nữa, tôm rim, tôm sú vô đây nữa, có một miếng bào ngư trong đây nữa. Có tôm sú luôn hả? Trời ơi, bánh tráng ngon nha. Ngon mà không có tôm sú, ở đây có tôm sú vậy? Nó nói vậy thôi chứ làm sao mà mình bánh tôm. Nhưng mà giá làm sao? Giá thì y chang cũ, vị tôm sú. Nè ăn lại của chị đi, ngon lắm. Có miếng tôm tích. Quan nói chung bên nào cũng ngon hết mà quan trọng giá cả sao được thì mua. Thì cũng 10 ngàn bịch đó giờ 10 mà. 8 ngàn bịch. 8 ngàn. Trời ơi, em ơi, nó bán rẻ vậy là phải coi nó làm sao, coi chừng tôm chết ăn vô đau bụng đó. Còn chết đâu. Chị ơi, chị không có chuyện nha, chị Nhung buôn bán đàng hoàng, Nhung đồ ăn đủ không có bán tầm bậy tầm bạ được. Tú ơi, tôi ăn ủng hộ giùm tôi đi Tú. Trời mua ủng hộ giùm chị đi. Em mua của chị mấy năm nay, em biết chị bán hàng là chất lượng như thế nào rồi nè. Thôi tôi lấy giùm tôi đi Tú. Thôi thôi chứ bữa nay em không bán, không mua đâu, không mua, không ăn nữa thôi. Em sợ quá, không mọi người muốn bán gì bán đi, em đi. Thấy chưa? Chị vừa lòng chị chưa chị? Cậu vừa lòng cậu chưa? Chị vừa phải tôi chứ. Ủa Tú là khách hàng thân thiết của tôi 2 năm nay rồi, cậu không biết sao? Dạ mày là khách hàng mới của em, chị bán làm sao mà tao bỏ chị mà tao qua bên em chị tao mua vậy? Ủa tại vì á, con người em á, em bán phá giá người ta. Ê nè, chị nói vậy không có chỉ nha, chị không chỉ người này người nọ nha, người gì ở đây? Tôi nói cho cậu biết, cậu mà còn giành mối tôi một lần nữa là sẽ tôi đi mét sếp đó. Trời ơi xin lỗi chị á, em không biết mét sếp à. Dạ chào sếp. Dạ chào sếp. Ủa chuyện gì mà sao đang giờ làm việc mà sao ồn ào giống như ngoài chợ vậy? Dạ chị dạ. Ăn hiếp chị lợi dụng chức quyền, lợi dụng có tuổi nè, hơn nè, ăn hiếp nè. Em á. Cậu nói chuyện cho đàng hoàng nha. Tôi làm ở đây bao nhiêu năm, tôi như thế nào là sếp biết hết nha. Chắc chắn sếp không biết em. Thôi bà bây giờ cái nguyên nhân tại sao gây lộn đó tôi nghe coi. Dạ thưa sếp, là sếp biết là đó giờ em vô đây em làm là em có bán hàng online và em bán cũng 2 năm nay rồi. Khách ở trong công ty là của em hết. À. Bây giờ á là cậu Dương này á, bây giờ cậu bán cùng mặt hàng với em, vô là giành mối của em à. Sếp đứng ra phân xử giúp cho em với. Trời ơi, tôi tưởng chuyện gì lớn, ai về cái chuyện con gì mà gây gỗ với nhau. Bây giờ tôi nói cho hai người biết, phạt cảnh cáo hai người tháng này. Dạ. Sao nữa? Bây giờ tôi hỏi hai người nè, tôi tuyển hai người vô đây làm gì? Dạ làm việc. Rồi hai người làm gì đây? Dạ bán hàng. Trời ơi, trả lời ngọt xớt luôn vậy hả? Nè, tôi nói cho anh chị biết, tôi không có cấm anh chị bán hàng kiếm thêm, nhưng mà phải làm đúng theo cái nội quy của công ty là hết thời gian làm việc rồi mình muốn bán gì mình bán. Đằng này trong thời gian làm việc của công ty mà đi bán hàng rồi gây gỗ ổn tở hết trơn hết rồi. Hai người nhìn lại cái kết quả làm việc tháng rồi của hai người đi. Bao nhiêu là sai sót, toàn là bạn bè đồng nghiệp mấy em nó làm giúp cho không à, rước cái sai sót của hai người không à. Cái chuyện này mà đến tay sếp tổng một cái á là chỉ có nghỉ việc thôi biết chưa. Dạ. Trời, sếp ơi, sếp đừng có để tới tay sếp tổng, sếp giúp cho tụi em đi, lần này tụi em chùa tụi em không dám vậy đâu. Dạ tụi em không như vậy nữa đâu. Được rồi, bây giờ lỡ lần này lần đầu cũng như là lần cuối. Dạ tôi tha cho hai người, nhưng mà nhớ là không có được bán hàng trong giờ này nữa nghe chưa. Dạ, lo làm việc đi. Dạ cảm ơn sếp. Xin lỗi sếp. Chị ơi, chị em mình trước sau như một cho chị. Tự nhiên ban đầu hai chị em mình yêu thương nhau, tiện đùng cái bán đồ, cái hai chị em mình cạch mặt nhau. Ở đây thôi em nhỏ, em có lỗi, em xin lỗi chị Nhung. Sau này em không như vậy nữa. Nếu mà em có bán, em bán ở cái mặt hàng khác, mà bán lúc giờ giải lao chứ không phải bán tầm bậy tầm bạ vậy, em xin lỗi chị Nhung. Chị cũng lỗi chị nữa, chị cũng người lớn mà cũng ham mấy đồng bạc, mà chị cũng gây gỗ với em. Thôi từ nay hai chị em mình thương nhau như cũ ha. Đưa tay đây nè. Mãi bên nhau chị nhé. Dạ cảm ơn sếp. Dạ cảm ơn sếp. Thôi vậy.